Đại học Luật thu hồi bằng tiến sĩ, ông Vương Tấn Việt tự nguyện giao nộp văn bằng không hợp pháp. Trường Đại học Luật Hà Nội đang tiến hành các thủ tục pháp lý để hủy kết quả và thu hồi các văn bằng đã cấp cho Thượng tọa Thích Chân Quang. Thời gian qua, liên quan đến lùm xùm bằng cấp của ông Vương Tấn Việt gây bức xúc trong dư luận. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Ngân, trưởng phòng đào tạo sau đại học, Trường Đại học Luật Hà Nội, cho biết chiều 21 tháng 10, nhà trường đã nhận được công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thu hồi bằng cấp của ông Vương Tấn Việt. Theo đó, thực hiện yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tiến hành các thủ tục hủy kết quả đào tạo và thu hồi các văn bằng đã cấp cho ông Vương Tấn Việt theo đúng quy định của pháp luật. Vừa qua, 21 tháng 10 sau quá trình xem xét kỹ lưỡng, cẩn trọng việc đào tạo, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh bằng cấp của ông Vương Tấn Việt, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay xác định ông Việt đã sử dụng bằng cấp 3 bổ túc văn hóa không hợp pháp và ông Việt cũng đã thừa nhận việc này. Sáng 22 tháng 10, theo một nguồn tin, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay ông Vương Tấn Việt đã thừa nhận sử dụng bằng cấp 3 bổ túc văn hóa không hợp pháp và cũng đã tự nguyện giao nộp các văn bằng để xử lý theo quy định. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với tuyển sinh và đào tạo trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, trường hợp học viên có hành vi gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp văn bằng, chứng chỉ, sử dụng bằng giả trong hồ sơ đăng ký sẽ bị buộc thôi học. Các văn bằng nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ theo quy định.